đầu tiên xin chào anh Tú. Và Tú Dũng xin được gửi lời chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình Cười Xuyên Việt mùa thứ 3 năm 2017. Bùng nổ tiếng cười, thỏa mãn tình huống, nội dung sâu sắc. Đặc biệt, sự xuất hiện được mong chờ nhất cho cái nóng của giám khảo chính xuyên suốt chương trình, nghệ sĩ Việt Hương, cùng với những đánh giá chuyên môn tâm huyết của các giám khảo gạo cội và dàn cố vấn tài năng Huỳnh Lâm, Khải Như, Gia Bảo, tổng đạo diễn Diệp Tiên. Cười Xuyên Việt mùa giải thứ 3 năm 2017 chắc chắn sẽ mang đến những trận cười sảng khoái, nhưng không kém phần sâu sắc của chuỗi chương trình hài kịch chất lượng nhất. Đón xem tập 1 với bản thi tài năng được phát sóng lúc 21:06 ngày 26 tháng 5 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại lúc 11:45 ngày 27 tháng 5 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Cười tươi tắn cùng Cười Xuyên Việt 2017.